Xin chào mọi người. Hôm nay cháu chồng mình được ra viện rồi mà không có báo cho cái cô bạn gái biết, thì chồng mình với cháu chồng mình bí mật cùng nhau đi về cái chỗ camper này để phát hiện tại trận cái đôi gian phu dâm phụ mà hôm trước mình có quay video một lần. Cái cô này cô không có khả năng trả tiền cho cái camper đâu, cô chỉ nói vậy để cô ở lại đây càng lâu càng tốt thôi. Mà cái tính của cô thì không có đàng hoàng như vậy á, nhăng nhít á, cho nên là hôm nay là sẽ làm mở chồng mình đem chìa khóa tới cho thằng cháu này, nó mở cửa ra vô nó đuổi hai cái cặp này đi luôn. Thì mọi người xem cho biết, xem người ta sẽ người Mỹ người ta sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào nhé. Vào cái tình huống này nó cũng khá là gay cấn và cũng là mắc cười nữa, bởi vì là sẽ bắt cái thằng cháu này nó vô là nó mở cửa hai người đang ở trong cái phòng ngủ, bắt quả tang tại trận luôn đó các bạn. Hôm nay thì chồng mình có dắt một khẩu súng ở túi quần đi thẳng vô đây luôn nha các bạn, bởi vì chồng mình nghĩ là nó có thể phòng trường hợp nó căng thẳng á, nó xảy ra đó, thành ra là phải đem theo súng theo luôn để có gì còn phòng hờ bất chắc. Đấy các bạn thấy ở túi quần chồng mình á, cái khẩu súng đó. Một nhân vật đặc biệt bước ra này các bạn, là tình nhân của cái cô gái đấy. Bị bắt tại trận luôn đó các bạn. Thì cái anh chàng này á, là chồng mình nhìn thấy từ tuần trước tới thấy á, là chồng mình cảm nhận là cái anh chàng này là cũng thuộc dạng giang hồ ghê gớm, cho nên là hôm nay chồng mình phải đem cái khẩu súng theo để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời xử lý. Cái con cún này là của thằng cháu chồng mình đấy. Chồng mình đoán là cái anh chàng tình nhân kia là cũng có súng đó các bạn, cho nên là chồng mình cũng phải đem theo súng. Nhưng mà anh này thì không kịp trở tay, bị bắt tại trận, đang hai đứa đang trong phòng ngủ, cho nên là chỉ kịp mặc cái quần rồi bị đuổi ra khỏi phòng như thế này thôi, chứ còn không có kịp cầm súng gì hết. Và thấy có vẻ anh chàng này cũng dữ dằn lắm á, nhưng mà thấy chồng mình có súng như thế này cho nên thấy anh cũng có vẻ là ngoan ngoãn im re, không có dám phản ứng gì hết. Thằng cháu chồng mình với cái cô bồ đấy đang tranh cãi nhau dữ dội. Cái cô gái này á, trước đây cũng tới nhà mình vài lần á. Chồng mình có thuê để làm một số việc, cái cô này cũng không có nghề nghiệp gì ổn định hết các bạn, cho nên nhà mình cần dọn dẹp này kia, sân vườn, nhà kho gì á, là thuê cô tới làm. Rồi thằng cháu mình thì nhà mình cần cái gì về xây dựng mà nhẹ nhẹ, ví dụ như làm hàng rào hay là thu dọn sân vườn, chặt cây này kia, cưa cây hay là di chuyển đồ vật này kia, thì chồng mình cũng hay gọi nó tới làm rồi trả tiền cho nó. Mà mỗi lần tới vậy mình nấu cho ăn sáng rồi ăn trưa, ăn chiều, tùy theo cái buổi nào phù hợp, rồi mình còn đem cho đồ đem về nữa. Nói chung là cũng quý hai cái đứa này lắm. Thành ra cái con này nó tranh thủ, nó lợi dụng cái mình tử tế với nó, thành ra là nó muốn lợi dụng lòng tin để nó chiếm đoạt cái camper đó đó các bạn. Nhưng mà camper đấy nó giá trị lớn, chồng mình đâu có thể nào mà để cho nó chiếm đoạt như vậy được. Thằng cháu mình nó kể là khi nó đi nằm viện như vậy á, thì cái cô bồ này giữ cái ví của thằng chồng của cái thằng cháu mình và cái chìa khóa của cái camper đây để nó có cô đấy ở đấy đấy. Rồi cái giữ cái ví như vậy thì trong tiền bạc bao nhiêu, rồi cái thẻ ATM
cô lấy hết tiền rồi, thẻ ATM cô biết mật mã, cô chuyển hết tiền của thằng cháu qua tài khoản của cô, gan không các bạn. Shocked the shit out of everybody, I guess, huh? I knew this when I came out here a week ago. That's how much connections I have. People are quite surprised. Yeah, if you got you go, I don't think there's going to be any problems. No, I'll wait until it's settled before I go. There's going to be any problems? No. Where's the keys? I gave them back to you. Where's the keys? Where's your wallet? I'm not, I don't have it right. Where's my wallet? Nope, until you got the keys in the wallet, I'm not leaving. I've already made my phone call. All I gotta do is dial the number. Put it in the back pocket for now. Here. Cái anh chàng đứng góc đường kia hôm trước tới là chồng mình thấy là xăm chỗ đầy mình, chồng mình nghĩ là cái anh chàng này cũng giang hồ kỳ tử lắm này, cho nên là hôm nay tới là chồng mình phải đem theo súng theo. Thì anh này thấy nhìn tướng hung hãn, nhưng mà thấy chồng mình có súng nên cũng im re, không dám hành động gì hết đó các bạn. The other day too, last week.
gonna be no problem, Cheyenne? Cô này cô đang xách cái giỏ cô để cô chuẩn bị khăn gói lên đường cho cô ra khỏi nơi này. Cô đang thanh minh với cái anh chàng mà cháu của chồng mình là cô không có lấy cái gì đem ra khỏi đây hết, còn có mỗi cái giỏ này thôi nha. Mình xin dừng video tại đây, xin cảm ơn mọi người, mong mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ video này cho mọi người cùng tham khảo. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt.